Không, người chị bên ngoài bấm á. Cái này nè. Mẹ ơi. Mẹ 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 giữ 15 ngàn đó, mẹ chia thành 7 tháng với lại sinh nhật Bella đi ha. Sao mày 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 khùng, sao không trả bớt bà ngoại đi? Trả bà ngoại làm chi, có chút đỉnh trả làm chi, có mười mấy ngàn trả làm chi. Rồi đóng tiền hàng tháng. Đằng nào anh cũng phải đóng rồi. Thì đóng chưa? Mẹ đóng rồi đó. Đóng rồi nào? Bữa đầu tháng. Sao mẹ? Không được tới nữa đó. Không, không gửi qua đây nữa. Không gửi nữa, được rồi. Trời ơi, vậy ta đem ta đóng ta bớt 200 triệu. Thì mẹ muốn trả thì mẹ trả, nhưng mà tại Hồng thấy mỗi tháng Hồng Hồng phải đi gửi cực quá. Cứ bắt trả bớt bả đi, bả vừa vừa thích thương mình trả tiền lời nữa, tự nhiên mình ôm chi cho để đánh tiền lời vậy. Vậy thôi trả bà bớt đi, trả bà bớt 200 triệu hả? Bữa mẹ mượn bả tổng cộng nhiêu? Bữa mẹ mượn bà ngoại tổng cộng bao nhiêu? Tỷ tám tỷ tám giờ trả bớt 200 còn tỷ sáu hả? Trả bớt bà 200 đi, cái bà đem bà gửi vô ngân hàng, rồi cái bà ví dụ bà kêu ra 5 tháng này cái dư nhiêu mà trả hả, bà gửi đủ 1 tỷ trong ngân hàng đại thôi. Vậy trả bớt đi. Bà hỏi bà nói mẹ nghe hả? Hồng nghe nhưng mà Hồng nghe nhưng mà Hồng 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 đâu có tính gì đâu, thì Hồng thấy giờ Hồng Hồng chưa cần nữa thì mẹ giữ đó, mẹ để nhà mẹ lo cũng được, còn không mẹ muốn trả thì mẹ trả. Đi tiện đường nhà ông mà chở ông về, con chạy lên rồi quăng xe xuống, mở xấu.